đã tháo khẩu trang và mũ mới được mở cổng bước vào, đặc biệt là người thân, bạn bè cũng như đối tác của những người lạ trong khu trọ này á, muốn vào á, thì phải đứng ngoài cái khu này và gọi điện cho chủ phòng trọ ra dẫn vào. Tiếp theo thì người muốn vào thì mình sẽ có rất là nhiều cái camera cũng như là các thiết bị báo tín cộng. Bên tay trái thì của cái cổng này thì có một cái phòng của gọi là một cái phòng quyền lực, phòng giúp cho khu trọ này tăng lên văn hóa. Thì cuối video thì mình sẽ tả rõ phòng đó như thế nào. Tiếp theo thì mình sẽ quay kỹ hơn cho những cái gia trình khu trọ này. Tổng thì nó có gần 80 phòng. Bên tay trái mình đây là một cái khu nhỏ, nó có gác, và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô một cái khu lớn hơn. Khu này thì không có gác, tuy nhiên thì nó rất là rộng, cái này mình muốn review kỹ hơn. Thì mình vừa bước vào cái khu lớn này đó, thì đặt vào mắt mình là một cái sân chung, nó có thể lên đến hơn 4 mét các bạn, rất là rộng luôn. Trong cái sân chung này thì nó cũng có rất là nhiều cái camera để đảm bảo an ninh cho các thành viên trong khu trọ. Tiếp theo thì nó có những cái máng thoát nước như thế này đây, đề phòng ống mỗi khi mà dòng cống nó không thoát kịp nước. Trong cái phòng trọ này thì nó có những cái điểm đặc biệt, ví dụ như là mình ở trong này mình có thể để xe ở ngoài luôn, kể cả ngày tối ngủ mình vẫn để xe ở ngoài phía trước cửa của mình. Mỗi phòng thì nó có những cái chậu hoa và những cái cây phơi đồ thì được cô chủ tặng rất là giống nhau. Trong cái sân chung này thì lâu lâu thì sẽ có những cái chương trình của ủy ban, của các đội tới mượn để mà tổ chức những cái sự kiện lớn nhỏ rất là hay. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn vô tham quan một cái phòng trong này. Thì một cái phòng trong này thì nó có một cửa chính, một cửa sổ được sơn tất cả các màu giống nhau. Phía trên này thì có những cái bông gió. Bước vào phòng thì rộng khoảng 12 mét vuông, ngang 3 mét, dài 4 mét. Mình đánh giá thì một cái phòng này mình có thể ở được từ 2 cho tới 3 người thì thoải mái. Bởi vì xe mình để ở ngoài thì mình cũng không có ngại về cái việc chật chội. Phòng thì có một cửa sổ cho nên rất là thoáng mát. Phía trong cùng kia là một cái khu được set up sẵn để làm những cái sân khấu khi mà có sự kiện hoặc là khi tất niên khu trọ, thì cái sân chung này có thể đặt lên đến 20 bàn, rất là đông vui. Sau đây thì mình xin giới thiệu kỹ hơn về cái phòng của cô chủ.